Bộ Công Thương vừa gửi Bộ Tư pháp thẩm định hồ sơ dự thảo quyết định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới, thay thế cho quyết định 28 năm 2014. Theo đó, Bộ Công Thương đề xuất cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt, rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc, theo đề xuất của EVN và đơn vị tư vấn, nhưng có thay đổi về cơ cấu tỷ trọng so với giá bán lẻ điện bình quân. Cụ thể, giá các bậc được tính như sau. Bậc 1 trong 100 kW đầu tiên, giá điện sẽ được tính là 1806,11 đồng trên 1 kW.

Trên cơ sở thiết kế các bậc giá điện cho từng bậc được thiết kế lại nhằm thực hiện theo nguyên tắc nêu trên cũng như đảm bảo hạn chế tối đa tác động tới các hộ sử dụng điện. Cụ thể giữ nguyên giá điện hiện hành cho bậc đầu từ 0 đến 100 kW nhằm đảm bảo ổn định giá điện cho các hộ nghèo, hộ chính sách xã hội có mức sử dụng điện thấp chiếm 33,48% số hộ. Phần chênh lệch giảm doanh thu tiền điện được bù đắp từ hộ sử dụng điện từ 401 đến 700 kW và trên 700 kW giữ nguyên giá điện hiện hành cho các bậc từ 101 đến 200 kW và 201 đến 300 kW. Bộ Công Thương nêu quan điểm giá điện cho các bậc từ 401 đến 700 kW và từ 700 kW trở lên được thiết kế nhằm bù trừ doanh thu cho các bậc thấp. Theo Bộ Công Thương, ưu điểm của phương án này là đơn giản, người dân dễ hiểu, do giảm từ 6 bậc như cơ cấu biểu giá điện hiện nay xuống còn 5 bậc giá điện, ghép các bậc lại với nhau để tăng khoảng cách mức tiêu thụ điện giữa các bậc và nới rộng khoảng cách mức tiêu thụ điện của bậc cao hơn, nhằm phản ánh tình hình thực tế tiêu thụ điện và khuyến khích các hộ tiết kiệm điện, sử dụng điện hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế được một phần việc tiền điện phải trả tăng cao trong những tháng đổi mùa. Bộ Công Thương cho rằng mức tăng giá giữa các bậc là hợp lý, tranh lệch giữa bậc đầu và bậc cuối cùng là hai lần, phù hợp với xu thế chung của các nước trên thế giới nhằm khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả thông qua việc tăng tranh lệch giá giữa bậc thang đầu và bậc thang cuối. Các hộ có mức sử dụng điện từ 710 kW trở xuống, chiếm khoảng 98% số hộ, sẽ có tiền điện phải trả giảm đi. Nhược điểm của phương án này là tiền điện các hộ sinh hoạt có mức sử dụng điện cao từ 711 kW trên một tháng trở lên, chiếm khoảng 2% số hộ phải trả tăng thêm theo báo cáo và tính toán của tập đoàn điện lực việt nam và tư vấn tại đề án cải tiến cơ cấu biểu giá bán lẻ điện thì hiện giá bán lẻ điện cho sản xuất không phản ánh đúng đủ chi phí sản xuất kinh doanh điện thấp hơn so với chi phí phân bổ bộ công thương cho rằng có thể áp dụng ngay phương án giá điện cơ sở lưu trú du lịch bằng giá điện sản xuất để đảm bảo lộ trình từng bước tính đúng tính đủ chi phí cho nhóm khách hàng sản xuất theo đó, phần thiếu hụt doanh thu do bổ sung nhóm khách hàng cơ sở lưu trú du lịch có thể được xem xét để bù từ giá bán điện cho giờ thấp điểm của nhóm khách hàng sản xuất từ 4% đến 8% so với giá bán lẻ điện bình quân do hiện nay giá giờ thấp điểm của nhóm khách hàng này thấp hơn nhiều so với giá bán lẻ điện bình quân. Tuy nhiên, nhược điểm của phương án này là các doanh nghiệp sản xuất sẽ chịu tác động tăng giá từ 1,27% đến 3,85%, gây tác động bất lợi đến các ngành sản xuất. Trước đó vào ngày mùng 9 tháng 11 vừa qua, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN đã tăng giá bán lẻ điện bình quân thêm hơn 86 đồng trên 1 kWh, tương đương với mức tăng 4,5% lên 2006,79 đồng trên 1 kWh chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Đây là lần thứ hai giá điện tăng trong năm nay, trước đó lần 1 được tăng vào ngày mùng 4 tháng 5 với mức tăng 3%. Theo đánh giá của chứng khoán MBS, đợt tăng giá sẽ làm giảm đi những áp lực tài chính cho EVN, tuy nhiên mức giá này vẫn chưa đủ giúp cho EVN có lãi trong năm 2023. Có thể thấy giá điện bán lẻ tăng sẽ có ảnh hưởng tích cực lên chuỗi giá trị ngành điện, đặc biệt khi EVN đóng vai trò là nhà mua bán điện chính. MBS đánh giá xu hướng khoản phải thu tăng mạnh từ các doanh nghiệp điện bắt đầu từ 2022, khi giá nhiên liệu đầu vào trên thế giới tăng mạnh và EVN gặp khó khăn về tài chính. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp nhiệt điện nổi bật trên sàn như Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng công ty Phát điện 3, Điện lực Dầu khí Nhân Trạch 2, Nhiệt điện Quảng Ninh, Nhiệt điện Hải Phòng ghi nhận khoản phải thu với EVN tăng mạnh nhất do giá bán điện cao. Đây cũng là những doanh nghiệp ghi nhận tỷ lệ phải thu trên tổng tài sản cao trong ngành. Với Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, theo báo cáo tài chính tính đến cuối quý 3 năm 2023, doanh nghiệp này có khoản phải thu ngắn hạn là gần 17,2 nghìn tỷ đồng, cao hơn rất nhiều so với con số hơn 12,5 nghìn tỷ đồng hồi đầu năm và rất lớn so với tổng tài sản 63,6 nghìn tỷ đồng của doanh nghiệp này. MBS cho rằng việc tăng giá điện lần này sẽ giúp EVN có thêm khoản 26 nghìn tỷ doanh thu trong năm 2024 qua đó hỗ trợ cải thiện khả năng thanh toán cho EVN cũng như dòng tiền kinh doanh và hiệu quả tài chính của các doanh nghiệp nhiệt điện trên. Ngoài các doanh nghiệp nhiệt điện, một số doanh nghiệp xây lắp điện cũng được cho là sẽ được hưởng lợi. Theo đó, 2022-2023 là giai đoạn rất khó khăn cho các doanh nghiệp xây lắp hạ tầng điện, không ký được hợp đồng xây lắp mới từ EVN và dòng tiền cho các dự án cũng bị gián đoạn. Nhiều doanh nghiệp ghi nhận kết quả doanh thu xây lắp thấp, giá trị đơn hàng tồn động không cao khi EVN liên tục cắt giảm chi phí đầu tư, sửa chữa bảo dưỡng cho hệ thống điện. Với nhu cầu công việc nhiều cho phát triển lưới điện, trung bình khoảng 1,5 đến 1,6 tỷ USD hàng năm, EVN cần ổn định dòng tiền của mình sớm để hiện thực hóa kế hoạch đầu tư lưới điện. Điều này cũng đồng nghĩa với việc hoạt động xây lắp sẽ tích cực hơn và các doanh nghiệp nổi bật trên sàn như Tổng công ty Cổ phần Xây dựng Điện Việt Nam, tập đoàn PC1, tư vấn xây dựng 2 sẽ được hưởng lợi. Theo công ty chứng khoán Mira Asset, việc tăng giá điện chưa tác động nhiều đến doanh nghiệp sản xuất điện trong ngắn hạn, bởi các thỏa thuận dài hạn khi ký hợp đồng mua bán điện với EVN như trường hợp nhiệt điện phải lại, nhiệt điện Quảng Ninh. Mira Asset cho rằng, việc tăng giá điện có thể tác động tích cực đối với những doanh nghiệp phân phối điện do hợp đồng đã ký dài hạn với giá rẻ, nay lại bán giá cao, giúp lợi nhuận doanh nghiệp nhiều khả năng tăng thế nhưng về dài hạn giá điện bán lẻ tăng lên cùng sự phát triển của thị trường điện cạnh tranh sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn để các doanh nghiệp điện điều chỉnh tăng giá bán điện phản ánh đúng tỷ lệ nhu cầu trên thị trường điện thực tế cho thấy khi giá điện tăng các doanh nghiệp có thể chuyển chi phí cho người tiêu dùng qua việc tăng giá sản phẩm bán ra thế nhưng trong bối cảnh sức cầu tiêu dùng thấp như năm qua việc tăng giá không phải dễ dàng trường hợp không tăng được giá bán nhiều doanh nghiệp sản xuất có thể chứng kiến một phần không nhỏ lợi nhuận bị ăn mòn theo MBS, quyết định tăng giá đến khá bất ngờ, nhưng cũng phần nào phản ánh thực trạng tình hình tài chính của EVN, đặc biệt khi doanh nghiệp tiếp tục ghi nhận lỗ dòng 29.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, ngay cả khi đã tăng giá bán điện 3% từ tháng 5. Giá đầu vào các nguồn nhiệt điện đang neo ở mức cao hơn nhiều so với giai đoạn nền thấp trước 2021, càng trầm trọng hơn khi tỷ trọng sản lượng thủy điện, nguồn điện giá rẻ, đạt mức rất thấp khi thời tiết không ủng hộ trong 6 tháng cao điểm đầu năm. Trong các tháng cuối năm và năm 2024, các yếu tố như giá than có dấu hiệu hạ nhiệt và thời tiết trung tính hơn trong nửa cuối 2024 sẽ hỗ trợ EVN giảm chi phí, cộng hưởng với việc tăng giá bán lẻ điện sẽ giúp cải thiện kết quả kinh doanh của tập đoàn này.